Đà Lạt mùa hè năm nay đón rất là nhiều du khách ghé tới thành phố Đà Lạt để tham quan du lịch. Và hôm nay thì Nhân cũng có một chuyến mini tour đưa những vị khách của Nhân ghé tới thành phố Đà Lạt tham quan du lịch những cái khu du lịch như là rừng thông núi voi, Hoàng Long Ohio hay là Fred Garden, rồi quán cà phê Chuyện của Nắng. Và Nhân cũng ghi lại những cái hình ảnh cũng khá là vui nhộn trong ngày hôm nay. Còn bây giờ thì buổi tối. Cảm ơn quý vị đã quay trở lại kênh Đà Lạt Speak của Nhân La Ca. Bây giờ là 19 giờ 42 phút ngày 6 tháng 6 và nhằm ngày mùng 1 tháng 5 âm lịch quý vị. Thì tối hôm nay Nhân mời quý vị cùng đồng hành với Nhân qua những con đường tuyến phố ở ngay trung tâm thành phố Đà Lạt để gửi tới quý vị những cái hình ảnh của thành phố Đà Lạt cũng như là cập nhật về thời tiết du lịch ở tại thành phố Đà Lạt quý vị ha. Trước mặt chúng ta đó là những cái con phố quen thuộc mà Nhân sẽ đi qua. Nếu mà cập nhật về thời tiết du lịch ở Đà Lạt thì Nhân thường hay ghé những cái con đường tuyến phố ở ngay trung tâm và đặc biệt là xuống Hồ Xuân Hương, rồi đi ra chợ Đà Lạt cũng như là khu Hòa Bình quý vị ha. Hôm nay thì dọc bên phía tay phải, hôm nay là thứ năm quý vị ha. Mà dọc theo các cái tuyến đường này thì thấy rất là đông xe cộ. Chúng ta thấy xe cộ rất là đông. Hôm nay thứ năm rồi quý vị, và ngày mai là thứ sáu rồi thứ bảy chủ nhật cuối tuần. Tuy là thứ năm rồi thứ tư hoặc là những cái ngày đầu tuần nhưng mà du khách ghé tới thành phố Đà Lạt rất là đông quý vị. Hôm đặc biệt là hôm nay Nhân có một cái chuyến mini tour chở những cái vị khách đi tham quan thành phố Đà Lạt vào các cái khu du lịch như là Fred Garden hay là rừng thông núi voi. Hôm nay thì Nhân ghé khu du lịch rừng thông núi voi. Trước mắt chúng ta đó là khu du lịch rừng thông núi voi với kiến trúc của một ngôi nhà Hàn Quốc. Ở trong rừng thông núi voi thì chúng ta có rất là nhiều những cái kiến trúc, nào là Hàn Quốc nè, Nhật Bản nè, rồi Trung Quốc nè, rồi những cái ngôi nhà của dân tộc đồng bào của Việt Nam, những ngôi chùa vân vân. Và hôm nay thì Nhân đi và cũng chụp ảnh rất là nhiều, cho nên là cũng quay rất là ít, cho nên là Nhân chỉ quay một số các cái cảnh để giới thiệu đến quý vị những cái khu du lịch đẹp ở tại thành phố Đà Lạt. Đây là một cái khu Nhật Bản đó quý vị. Rừng thông núi voi là một trong những cái khu du lịch lớn với diện tích trên 100 hecta và là một trong những cái khu du lịch rất là lớn. Trước đây Nhân cũng như là gia đình Nhân cũng có ghé vào đây để review một video cũng khá là dài về khu du lịch này rồi. Cho nên mời quý vị đón xem những cái xem lại những cái video đó. Và tiếp theo đó là Hoàng Long Ohio nằm ở trên đèo Mimosa. Những cái khu du lịch này thì không có cái địa chỉ nó cụ thể quý vị ha, để chúng ta search trên Google Maps thôi. Các cái khu du lịch dường như là không có địa chỉ, số nhà vân vân quý vị, vì một cái khu du lịch rất là to, chỉ là biết nó nằm ở cái khung đường là một cái vị trí đó thôi. Rồi tiếp theo đó là Chuyện của Nắng, rồi Red Garden nữa. Chuyện của Nắng là một cái khu du lịch, hôm nay thời tiết đẹp cho nên là buổi chiều lúc 5 giờ Nhân cũng ra đây. Lúc đó thì thời tiết vẫn còn rất là nắng đẹp quý vị ha. Hôm nay thì thời tiết Đà Lạt không có mưa nên là những cái cảnh quay nó cũng đẹp. Và Nhân sử dụng những cái kỹ thuật, những cái ống kính mới của mình để quay những cái cảnh nó khá vui nhộn và bắt mắt với khung cảnh 360 độ ở tại Chuyện của Nắng. Đây, Chuyện của Nắng là một trong những cái khu mà cũng thu hút rất là đông khách. Hiện nay thì có nguyên một cái đồi cỏ lau rất là đẹp ở giữa. Rồi xung quanh là những cái cảnh view 360 độ trên một cái đồi cao thuộc khu vực xã Xuân Thọ. Cái khu du lịch thì ngày nay chúng ta cứ gõ search Google Maps là đi tới nơi quý vị ha. Ngày nay thì công nghệ 4.0 rồi, cho nên là chúng ta sử dụng, ai cũng sử dụng điện thoại smartphone hết. Chúng ta chỉ cần bấm phát là enter phát là coi như là dẫn cho chúng ta đến tận nơi. Các cái khu du lịch trong khu vực Tà Nung này, rồi dưới đèo Mimosa, đèo Ben vân vân, thì những cái khu du lịch thì chúng ta biết cái địa chỉ cụ thể. Ví dụ như là Hàng Long Ozone trên cung đèo Mimosa, rồi Thác Đa Thác La thì trên cung đèo Ben.
như vậy thôi. Và chuyện của Nắng thì thuộc thôn Đa Quý, xã Xuân Thọ, thuộc phường 12, thành phố Đà Lạt. Các cái khu du lịch đều rất là đông. Bên này chúng ta thấy không, xe cộ đậu kín bãi luôn. Rồi bên trong quảng trường Lâm Viên tối hôm nay cũng rất là đông ha. Chúng ta nhìn vào bên trong quảng trường Lâm Viên, ngay cái sân ở phía dưới thôi cũng đã rất là đông rồi. Phía trên thì càng đông hơn, ở ngay những cái quả cầu bông hoa dã quỳ hay là bông artiso. Thì đến Đà Lạt á, thì ban đêm thì chúng ta ghé ra quảng trường Lâm Viên chơi thì cũng rất là đông. Và thời tiết kỳ này khá mát mẻ quý vị, nhiệt độ bây giờ đang là 21 độ C. Vào mùa hè mà nhiệt độ 21 độ C thì có lẽ là không dễ nơi nào có đâu quý vị ha. Đà Lạt buổi tối thì rất là mát mẻ. Hôm nay thì ngay trung tâm thành phố Đà Lạt thì không có mưa quý vị. Ở ngoại ô thì có mưa chút chút, nhưng mà nói chung là cũng không có đáng kể. Trong tuần lễ vàng du lịch thì ngay khu vực quảng trường Lâm Viên á, thì có cái giải Đà Lạt Music Night Run. Còn sau khi mà kết thúc xong thì ở đây vẫn còn cái hội chợ bán các cái mặt hàng đặc sản đó quý vị. Hôm nay đi vào các cái khu du lịch mà thấy đông khách lắm quý vị. Mùa hè mà, cho nên là du khách đổ đến thành phố Đà Lạt du lịch cũng rất là đông. Và bây giờ là những cái ngày đầu của tháng 6, cho nên là du khách tranh thủ đi du lịch. Và thường là du lịch hè thì kéo dài khoảng tháng 6 và cho tới hết tháng 7 quý vị. Qua tháng 8, tháng 9 thì du khách, lượng du khách cũng giảm dần. Vì lúc đó thì một mùa hè dài quý vị ha, thì người ta đi du lịch thì cũng đã ngán rồi. Thường thì du lịch thì hè thì một người người ta đi một lần tới hai lần thôi. Như nhân đây thì hè, đầu hè, cuối tháng 5 đó quý vị, thì đi Nha Trang, đi Vinpearl vài hôm, 3-4 hôm, sau đó thì quay về lại Đà Lạt nghỉ ngơi và làm việc. Thì khoảng tháng 8 thì Nhân cũng sẽ có một chuyến cho tụi nhỏ đi hè nữa, để trước khi bước vào học. Cho nên là mỗi năm thì cứ hè thì có hai chuyến đi du lịch ha. Ở bên kia đường có các cái quầy, trong cái tuần lễ vàng du lịch đó có các cái quầy người ta cũng bán, thấy đông khách quá trời quý vị. Rồi ở ngoài này thì dọc đường ở bên bờ hồ Xuân Hương thì du khách đi dạo bộ buổi tối. Với một cái thời tiết mát mẻ trong lành như thành phố Đà Lạt thì đi dạo thì hết sức là tuyệt vời rồi. Mấy hôm nay thì Nhân chở mấy đứa nhỏ đi chơi, gọi là du lịch ba tại chỗ quý vị. Du lịch tại Đà Lạt, rồi ăn tại Đà Lạt và ở tại Đà Lạt. Gọi là du lịch ba tại chỗ. Và cho tụi nhỏ đi thì luôn tiện đó thì Nhân cũng review các cái khu du lịch, như là khu du lịch Thúy Thuận, Phong Quỳnh Lên, rồi khu du lịch Cao Nguyên Hoa Đà Lạt, Cao Nguyên Hoa Đà Lạt về hoa trong rừng nữa. Rồi thung lũng của các vị thần. Nói chung là kết hợp review các cái khu du lịch để cho quý vị tham khảo. Các cái khu du lịch thì Nhân review trong cái đợt này thì quý vị tham khảo, và khi mà quý vị đến Đà Lạt du lịch vào dịp hè thì cái khung cảnh nó sẽ tương tự như những gì mà Nhân quay, Nhân review ha. Trước mắt chúng ta đó là đập cầu Vũng Đạo. Lượng xe cộ bây giờ đang lưu thông bên khu vực đập cầu Vũng Đạo, cũng như là qua cái khu vực bùng binh nước khá là đông quý vị. Không biết là các cái thành phố du lịch khác vào mùa hè này có đông không, nhưng mà ở Đà Lạt thì cũng khá là đông quý vị ha. Dù là ngày thường hay là ngày thứ bảy chủ nhật cuối tuần, ngày thứ bảy chủ nhật cuối tuần thì khỏi phải nói rồi, đông, nhiều tuyến đường kẹt xe luôn. Vào chợ đêm là coi như là rợp người luôn.
Bây giờ Nhân đang hướng vào khu vực chợ đêm ha. Chợ đêm là thông qua con đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ở trước là có chú Trư Bắc Giới ha. Wow, chợ đêm tối nay cũng đông đó chứ quý vị. Hai chợ đêm thấy rập người luôn. Wow. Thường thì ban đêm ở Đà Lạt thì có ba cái khu vực quý vị. Thứ nhất là quảng trường Lâm Viên, thứ hai là khu vực chợ đêm Đà Lạt, là nơi mà Nhân đang quay đang đứng ở đây, và thứ ba nữa là chợ đêm cũ, chợ đêm mới ở trước chợ Đà Lạt, trước vườn hoa thành phố Đà Lạt quý vị ha. Thường thì những cái ngày giữa tuần á thì không có phố đi bộ quý vị, cuối tuần thì mới có phố đi bộ, nên là giữa tuần thì xe cộ đi vào đây thoải mái. Tuy nhiên thì nó cũng ảnh hưởng tới trải nghiệm của du khách. Đây có hai vị khách Tây ăn lẩu rất là ngon ha. Quá wow, trời đông ha. Chợ đêm Đà Lạt là một bên đó, bên phải là thường là bán đồ ăn thức uống quý vị ha, và các cái mặt hàng đặc sản. Còn bên phía tay trái là bán các cái mặt hàng về thời trang, áo quần, áo len vân vân. Nhưng mà đồ thời trang này vào mùa lạnh người ta bán rất là chạy quý vị. Vì vào mùa lạnh là du khách người ta tới Đà Lạt xong cái là người ta mua mũ len, áo len, rồi những cái đồ mà giữ ấm cơ thể. Còn bây giờ là mùa này thì ấm, mát mẻ, cho nên là du khách cũng ít mua. Tuy nhiên là du khách ăn uống đông khách thì coi như là người ta sẽ kinh doanh buôn bán, người đi qua người đi lại, có người này mua người kia mua quý vị ha. Rồi ban đêm ở ngay khu vực trong Lam Farm thì nó có biểu diễn văn nghệ nữa, các bạn ca sĩ người đồng bào ở trong khu vực Lạc Dương họ ra đây để biểu diễn nghệ thuật cho du khách người ta xem. Nói chung là cứ đông vui là mừng cho bà con làm ngành du lịch quý vị ha. Đây những chú Tôn Ngộ Không, Trư Bắc Giới. Xin chào. Rồi, bye bye. Rồi, bây giờ Nhân đang hướng vào trong khu vực chợ đêm phía bên trong này ha. Mùa này thì dâu tây là cũng ít trái bớt rồi quý vị. Các vườn dâu mà Nhân hay chở khách cũng như là giới thiệu rồi review cho quý vị xem, cũng như là đến Đà Lạt có một cái nơi mà để chúng ta tham khảo á, thì các vườn dâu đợt này thì trái cũng không có nhiều giống như đợt trước. Do mùa này nó cũng trái mùa, tuy nhiên thì cũng có trái quý vị ha, chứ không phải là đến nỗi là không có trái. Mùa này là mùa bơ nè quý vị, bơ mùa này mùa bơ Đà Lạt rất rẻ luôn,
có 15.000 đồng ký. Bơ đẹp quá trời đẹp luôn. Bữa trước Nhân mua 6-7 ký gì đó về ăn mà nó chín ăn không kịp luôn quý vị. Đông khách như thế này thì các cái hàng quán, đặc biệt là những cái quán ăn mà nổi tiếng ở Đà Lạt thì những buổi chiều, buổi tối quá trời đông khách để tới mà trải nghiệm cũng như là ăn uống. Những cái quán như Lẩu Gà Lá É Tao Ngộ ở trên đường 3 tháng 4, xong cái là rồi những cái quán bánh căn hay là lẩu bò Ba Toa, những mấy ngày này là đông khách quá trời luôn quý vị. Hôm nay thì thời tiết đợt này thì cũng ít mưa rồi. Mấy ngày hôm nay thì thời tiết ít mưa, là nói chung là mưa một chút rồi tạnh thôi. Ngày như ngày hôm nay thì thời tiết rất là đẹp luôn. Buổi sáng nắng, buổi chiều âm u, có vài hạt mưa. Sau đó là thời tiết nắng mát mẻ cho tới bây giờ. Dự báo là ngày mai thời tiết cũng đẹp quý vị, có thể có mưa vào buổi chiều. Nhưng mà nhìn tổng thể chung là thời tiết vào mùa này như vậy là quá đẹp rồi. Chợ đêm này đồ ăn nó rất là phong phú ha. Chưa nói tới vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm, tuy nhiên là về vấn đề về nhìn là thấy rất là ngon, rất là đã mắt rồi ha. Phía trên cầu thang mộng đẹp, du khách cũng đang đi lên đi xuống rất là đông ha. Ngay cái khu vực này quá trời khách luôn. Nói chung là vào du lịch hè thì khách sạn không có hết phòng đâu quý vị. Thứ bảy chủ nhật thực ra là nó đông nhưng mà rải rác vào tất cả các ngày, cho nên là không có trải phòng đâu quý vị ha. Chỉ là giá phòng nó sẽ cao hơn ngày thường một chút xíu. Alo. Theo các cái khách sạn mà Nhân review cũng như là tham khảo về giá thì giá khách sạn tăng khoảng 20% cho tới 30% quý vị ha. Cũng vào dịp hè tăng như vậy cũng được. Tuy nhiên thì một số các khách sạn mà nổi tiếng cũng như là họ sale tốt á, thì đặt phòng cũng rất là khó. Còn lại thì đa số thì không thể nào cháy phòng được đâu. Cho nên là quý vị đặt phòng thì cũng yên tâm. Và quý vị cũng chọn những cái fanpage, những bạn sale hay là những tìm những số điện thoại uy tín để đặt phòng quý vị ha. Cho mà chúng ta đi du lịch mà giống như là có những cái trường hợp mà trước đây bị lừa cọc khách sạn rồi này nọ vân vân, để đi du lịch mà gặp những trường hợp đó thì cũng buồn quý vị ha, không vui tí nào. Còn ăn uống thì chúng ta cũng tham khảo các cái hàng quán ăn uống trước. Kỳ này thì có rất là nhiều các cái kênh để mà chúng ta tham khảo, nào là YouTube, TikTok, rồi Facebook, rồi Zalo vân vân. Nói chung là rất là nhiều các cái kênh để chúng ta tham khảo về ăn uống, du lịch, đi chơi vân vân. Và đặc biệt thì các cái khu du lịch thì ở Đà Lạt thì Nhân cũng đa số là cũng hay review đi, review lại từng cái thời điểm khác nhau để cho quý vị tham khảo. Đoạn này khách đông quá trời á. Và ở ngoài kia thì những cái đoàn xe cũng như là ô tô rồi người ta dừng lại để cho khách tiếp tục di chuyển vào bên trong này. Bây giờ là 20 giờ. 8 giờ quý vị ha. 8 giờ tối. Thank you.
Sắp tới đây thì khả năng Đà Lạt cũng sẽ mở thêm một cái khu vực phố đi bộ mới từ ngay khu vực chợ đêm này mà qua tới khu vực chợ đêm ở trước vườn hoa thành phố Đà Lạt luôn. Một cái chiều dài khoảng tầm 1,5 km. Nói chung là 1,5 km thì đối với những cái bạn trẻ hoặc là những người có sức khỏe thì mới có thể di chuyển hết quãng đường 1,5 km vào buổi tối ha. Còn những cô bác anh chị lớn tuổi thì cứ ra khu vực chợ đêm cũ này, chợ đêm truyền thống này, hoặc là đi qua khu vực chợ đêm mới, xe tới nơi để chúng ta trải nghiệm thôi. Cái đi bộ hết một quãng đường 1,5 km đó cũng hơi bị xa. Đó là 1,5 km đi thôi, còn về nữa. Tối mà ghé ngay khu vực chợ đêm này bắt taxi nó cũng khó lắm quý vị. Nhiều khi mình gọi taxi nhưng mà taxi tới người khác nhảy lên mất tiêu. Hay gặp trường hợp đó lắm quý vị. Rồi đâm ra cãi cọ nhau nữa chứ. Cho nên là lúc mà đông đúc tay nhau không có thôi, không cầm tay. Đông đúc thì nó cũng sẽ có sự tranh giành ha. Bác Quốc Anh thì ngày nào cũng như ngày nào đều như bắp luôn quý vị. Chỉ trừ trường hợp mưa to gió lớn thôi. Chứ trời mà đẹp đẹp tí là cứ đều như bắp, ngày nào cũng ra khu vực công dốc Lê Đại Hành này để thổi saxophone hàng đêm để phục vụ cho du khách. Ngày nay trên công dốc Lê Đại Hành này thì rất là nhiều những chú, những anh chị, những nghệ sĩ đường phố ghé tới đây để biểu diễn. Đó là một cái hay quý vị. Nó phục vụ cho khán giả, phục vụ cho du khách. Bên kia đường là có bạn hát nhạc acoustic ha. Đông quá ha, ở dưới cầu thang mình đẹp rồi đi xuống khu vực dưới chợ Đà Lạt. Ở đây có chú robot đứng biểu diễn rồi để cái tip ở trước bụng luôn. Ngay khu vực này cũng đông quá trời đông ha. Chưa có chơi tối rồi. Chú robot rất dễ thương. Bên này là con dốc Lê Đại Hành cũng như là hướng lên con đường Nguyễn Chính Thanh rồi đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Một buổi tối thứ năm ngày 6 tháng 6 rất đẹp trời và rất đông du khách ghé tới thành phố Đà Lạt. Đó là những cái hình ảnh của thành phố Đà Lạt vào tối ngày hôm nay, tối ngày 6 tháng 6 quý vị ha. Và Nhân sẽ kết thúc video tại đây và xin hẹn gặp lại quý vị trong một video tiếp theo về Đà Lạt.